Dạ ngại quá, thật sự luôn là ngay lúc này đây em cảm thấy rất là xúc động và cảm lạnh khi mà em đã đạt được danh hiệu là người vợ hiền từ của quý một năm nay. Dạ em cảm thấy rất là cảm lạnh. Dạ đợi em ấm ấm lại tí xíu rồi em sẽ trả lời phỏng vấn cho các anh chị. Thật ra thì bí quyết của em không có gì hết trơn là cao siêu. Từ ngày ba mẹ đẻ em ra thì em hướng nội ít nói, công dung ngôn hạnh, hiền diệu nết na, yêu chồng thương con, không bao giờ chửi chồng quá một tiếng. 59 phút là em ghi xét lại máy và sau đó em chửi tiếp. Dạ, cái kỹ năng này em luyện tập cũng được hơn 10 năm nay rồi đó ạ. À. Em không bao giờ tranh giành làm việc nhà với chồng. Vợ chồng là phải yêu thương nhường nhịn lẫn nhau. Chồng nóng thì vợ nhịn, còn vợ nóng thì chồng đi tắm cho mát rồi lại nhịn tiếp. Những việc quan trọng như là chi tiêu đồ này kia trong nhà, những cái việc đó vô cùng là nặng nhọc và nhức cái đầu nên không bao giờ em để cho chồng em làm, mà em tình nguyện hy sinh. Bởi vậy á, là mỗi tháng chồng em đi làm về là bao nhiêu tiền lương là em hy sinh em giữ hết luôn. Bởi vậy không ai yêu chồng thương con bằng em hết trơn á. Chị thật là xứng đáng với danh hiệu người vợ hiền từ. Vậy sắp tới chị có dự định gì không? Dạ em xin cảm ơn câu hỏi ạ. Dạ em thì cũng có nhiều dự định lắm. Hiện tại á là em cũng không có muốn là mang tiếng ăn bám chồng và em cũng không muốn là giữ tiền của chồng. Nên là em hiện đã và đang nộp đơn xin ứng tuyển vào vị trí giải quyết tranh chấp nếu có xảy ra trong cái quá trình mà chi tìm kho báu ở ngoài biển. Tại vì với kinh nghiệm hơn 10 năm chửi chồng không biết mệt mỏi của em thì em cảm thấy đang rất là tự tin sẽ ứng tuyển vào được cái vị trí này. Nếu như mà em không trúng tuyển vào cái vị trí này đó thì em đang có dự định nộp vào cái vị trí thứ hai, đó là cái vị trí là nhà khảo cổ. Vì em với một cái kinh nghiệm, một cái tài năng học môn địa lý là 2.5, 2 điểm rưỡi của em thì em xin ứng tuyển vào vị trí là nhà khảo cổ trong cái chuyến chi tìm kho báu lần này. Dạ em hy vọng là em sẽ được trúng tuyển ạ. À. Thuyền nào mạnh thì em theo. Dạ em xin cảm ơn rất là nhiều luôn. Em cảm ơn vì cái danh hiệu cao quý người vợ hiền từ ngày hôm nay. Hy vọng là em sẽ được trúng tuyển trong năm nay để em có được công ăn việc làm đâu đó. Chứ bây giờ là ăn chuối đỡ thôi chứ có cái gì đâu mà ăn nữa. Dạ, em xin cảm ơn ạ. Phỏng vấn xong rồi đi ra đi đứng hoài trời. Đi ăn đi.